Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chai TV. Rất mong các bạn sau khi xem video clip sẽ đăng ký kênh, chia sẻ video, nhấn nút like. Và nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp cho mình, xin các bạn hãy comment xuống phía bên dưới. Ngoài ra, code hoặc là những cái tài liệu có liên quan các bạn có thể xem trong phần mô tả của video. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay. Rồi, ok. Mình bắt đầu giới thiệu với các bạn về cái thuật toán quýt sọt ha. Người ta còn gọi nó là thuật toán sắp xếp nhanh. Quýt sọt hay còn gọi là sắp xếp nhanh. Rồi, thì cái thằng này, cái ý tưởng nó là dựa trên cái gì? Thì nó sẽ dựa trên cái kỹ thuật mà hổm rày chúng ta đang xem xét. Đó là kỹ thuật sắp kỹ thuật chia đẻ trị ha, nó sẽ dựa trên cái kỹ thuật là chia đẻ trị. Thì liên quan tới chia đẻ trị á, thì các bạn có nhớ hôm trước chúng ta đã có một cái thuật toán sẽ sắp xếp rồi đúng không? Nó tên là thuật toán sắp xếp trộn, hay còn gọi là MSort. Thì cái kỹ thuật chia đẻ trị là gì? Là khi các bạn có một cái vấn đề á, các bạn rất là khó để các bạn xử lý cái bài toán đó toàn bộ, thì chúng ta sẽ có thể là sao? Phân nhỏ cái bài toán đó ra thành những cái nhỏ hơn để chúng ta xử lý, chúng ta sắp xếp. Thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì cái ý tưởng của cái thuật toán quýt sọt nó cũng dựa trên cái kỹ thuật là chia đẻ trị, tức là thay vì sắp xếp toàn bộ cái mảng thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ đưa cái mảng về những cái mảng nhỏ hơn và nó sẽ sắp xếp trên những cái mảng đó. Sắp xếp trên những cái mảng đó xong rồi thì nó mới tiến hành là nó gom nhóm những cái mảng nó lại với nhau. Nó sẽ gom nhóm những cái mảng nó lại với nhau. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn cái ý tưởng cụ thể và từng cái bước cái ý tưởng sắp xếp quýt sọt này nó sẽ làm việc như thế nào. Thì cái ý tưởng nó như thế này. Thì nó sẽ có cái tình huống cơ bản á. Nếu như mà cái dãy của chúng ta cần sắp xếp á, nó không có quá một phần tử thì coi như đó là cái dãy đã được sắp xếp rồi ha. Vậy thì các bạn sẽ để ý cho mình cái tình huống cơ bản nhất là nếu như mà dãy của chúng ta nó chỉ có một phần tử thôi, chỉ có một phần tử, thì chúng ta sẽ xem như cái dãy này là đã được sắp xếp. Đã được sắp xếp rồi, cái dãy này đã được sắp xếp rồi. Và chúng ta không cần làm gì nữa hết tại vì nó có một phần tử thì coi như là giảm dần hay tăng dần thì nó đều đã được sắp xếp rồi và chúng ta không cần phải làm thêm. Rồi nếu như mà cái dãy này nó lớn hơn một thì sao? Nếu mà dãy này nó có lớn hơn một thì sao? Thì chúng ta cần phải chia cái công việc này nhỏ ra, chúng ta không ôm đồm công việc chung một chỗ ha. Cái thuật toán chia đẻ trị là gì? Là từ một cái bài toán lớn chúng ta làm cho nó trở thành những cái bài toán nhỏ hơn để dễ xử lý. Thì ở đây chúng ta sẽ chia ra chúng ta sẽ chia ra nó chia ra như thế nào? Chúng ta sẽ chia cái thằng này thành hai cái công việc, thành hai công việc. Thứ nhất là chúng ta sẽ, nhưng mà để chia cho các bạn cần phải có một cái vị trí nào đó để các bạn chia đúng không? Thì hoặc là các bạn phải có một cái căn cứ nào đó để các bạn chia. Thì trong cái thuật toán quýt sọt á thì nó sẽ chọn một cái phần tử ha. Cái việc đầu tiên á là nó sẽ chọn một phần tử để nó làm cái phần tử chốt, chọn một phần tử làm phần tử chốt. Tiếng Anh người ta hay gọi nó là pivot. Pivot. Rồi sau đó nó thực hiện phân cái đoạn này dựa trên cái phần tử chốt này. Còn cái việc lựa chọn cái phần tử chốt là như thế nào thì tí mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn. Thì cái việc tiếp theo là nó sẽ chia cái dãy chúng ta thành hai dãy, chia cái dãy của chúng ta thành hai cái dãy con, thành hai dãy con. Và cái tiêu chí nào để chia cái dãy con này? Thứ nhất cái dãy số 1 á, cái dãy số 1 á, thì nó sẽ bao gồm những cái phần tử nhỏ hơn phần tử chốt. Dãy bên trái nè, dãy bên trái là những cái phần tử nhỏ hơn phần tử chốt.
Rồi, còn cái chảy bên phải thì sao? À, chảy bên phải thì nó sẽ là những phần tử lớn hơn phần tử tớ, lớn hơn phần phần tử chốt của chúng ta. Các bạn có hiểu không ạ? Trước hết là chúng ta cần phải chia nó làm hai dãy đúng không? Mấy bên tay trái thì nhỏ hơn, còn mấy bên tay phải thì lớn hơn. À, lớn hơn phần tử chốt. Rồi, ok. Nhiệm vụ chúng ta là phải chia được nó thành hai cái dãy. Bên tay trái thì nhỏ hơn, bên tay phải thì lớn hơn. Rồi sau đó làm sao nữa? À, sau đó nó mới tiếp tục nó thực hiện lại cái việc lập. Thì đối với từng cái dãy con á, à, hồi nãy là mình chia đúng không? Bây giờ mình sẽ trị nó như thế nào? À, đối với từng cái dãy con á, thì chúng ta lại gọi một cái hàm đề quy, à, quýt à, cho hai cái dãy, cho hai cái dãy đó, à, đối với từng cái dãy con. Con ta gọi lại đề quy, ta gọi đề quy để sắp xếp cái dãy con đó. Rồi, ok. Sau đó chúng ta sắp xếp được hai cái dãy con đó rồi thì bây giờ chúng ta mới gộp nó lại với nhau, à, chúng ta mới tổng hợp nó lại với nhau, à, tổng hợp dãy. Thì các bạn sẽ tổng hợp dãy như thế nào? À, đầu tiên á là giả sử chúng ta có một cái dãy đúng không? Thì nó sẽ là dãy bên trái. Rồi sau đó nó mới tới cái phần tử chốt của chúng ta là cái thằng pivot. Và cuối cùng là cái gì các bạn? Là cái dãy ở mấy bên tay phải. À, các bạn từ từ ha, các bạn không cần phải vội. À. À, thì vì chúng ta áp dụng kỹ thuật chia để trị thì chắc chắn rằng các bạn phải có một cái đoạn nào đó các bạn chia nó ra và các bạn sẽ có một cái đoạn nào đó các bạn trị nó rồi đó, rồi sau đó các bạn sẽ tổng hợp cái kết quả nó lại với nhau, tổng hợp của từng cái thằng con nó lại với nhau. À, mình nói là ý tưởng như sau. Nếu như mà cái phần tử của chúng ta nó chỉ có một phần tử thôi thì coi như cái dãy chúng ta đã được sắp xếp xong. Còn nếu mà nó lớn hơn một phần tử á, thì các bạn sẽ làm gì? À, các bạn sẽ chia nhỏ cái dãy của chúng ta ra thành hai cái dãy con. À, thì cái việc chia là dựa trên cái gì? Thứ nhất các bạn sẽ chọn một cái phần tử để làm phần tử chốt, người ta gọi phần tử đó là pivot. Rồi sau đó chúng ta chia cái dãy mấy bên tay trái là bao gồm những cái phần tử nhỏ hơn cái phần tử pivot của chúng ta, và cái dãy bên tay phải là những cái phần tử nó có giá trị lớn hơn cái phần tử chốt là cái phần tử pivot của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta lại tiếp tục chúng ta gọi cái hàm đề quy để chúng ta sort cái dãy con của thằng đấy bên tay trái và thằng đấy bên tay phải. Thế thì sau khi chúng ta gọi xong cái thuật toán sort cho cái thằng dãy con đó thì chắc chắn rằng hai cái dãy con đó đều sắp xếp đúng không? Thì sau đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ gom cái thằng mấy bên tay trái lại rồi tới thằng pivot rồi tới thằng mấy bên tay phải. Nó trở thành chung một cái dãy cuối cùng thì cái đó sẽ là cái kết quả của chúng ta. Thế thì hồi nãy giờ các bạn thấy nó có một cái vấn đề. Đó là giữa nhiều cái giá trị như vậy thì chúng ta nên chọn cái thằng nào làm pivot. Cái câu hỏi của chúng ta là chúng ta nên chọn cái phần tử nào làm pivot. Thì trong thực tế tùy theo cái người hiện thực bài toán ha, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách để chọn cách chọn phần tử chốt. Còn gọi là phần tử pivot được chưa? À, làm sao để người ta chọn cái này thì có nhiều cách chọn lắm. Có thể là người ta sẽ chọn phần tử đầu tiên, à, lấy cái phần tử đầu tiên làm phần tử chốt, phần tử đầu tiên, hoặc là người ta có thể là lấy cái phần tử gì, phần tử cuối cùng của dãy để người ta làm cái phần tử chốt, à, hoặc là cái phần tử ở giữa, à, hay là phần tử ở giữa. Tùy theo người ha, à, phần tử ở giữa hoặc là ngẫu nhiên, à, có thể là ngẫu nhiên luôn, nó random mà xong rồi nó chọn đại một cái thằng nào đó để nó làm cái
cái phần tự chốt của chúng ta, cái phần tự chốt của chúng ta. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn một một vài cái ví dụ nè, mình sẽ cho các bạn một vài cái ví dụ, rồi sau đó chúng ta sẽ code nó sau ha. Mình cũng tầm một vài cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ là các bạn có một cái dãy như thế này đi. Các bạn có một cái dãy là 15. Được chưa? 15 nè. 12, 16, 13, 11. Rồi mình cho cái này là gì ta? 15, 16, rồi cho là 17 đi. 17 đi. Thì ok, giả sử như bây giờ chúng ta nó hơi gần ha, mình viết lại cho các bạn ha. Mình viết lại cho các bạn cho một cái dãy ha. 15. Rồi. 12, 16, 13, 11, 17. Rồi giả sử như các bạn có một cái dãy như thế này. Bây giờ chúng ta cần sắp xếp cho nó tăng dần, tăng dần. Thì bây giờ các bạn sẽ làm sao? Một cái dãy lớn như thế này chúng ta sẽ phải tách nó ra đúng không? Chúng ta phải tách nó ra làm hai cái dãy con. Thì bây giờ các bạn có thể chọn một cái phần tử nào đó làm pivot. Ví dụ các bạn có thể chọn cái phần tử đầu tiên là cái thằng 15. Ok không? Rồi, mình sẽ đem cái thằng 15 này ra giữa, mình coi như nó là cái phần tử gì? Các bạn. Mình sẽ coi nó là cái phần tử là pivot nha, thằng này là 15 nè. Rồi. Như vậy cái mà nó nhỏ hơn 15 là thằng nào? Những cái thằng nào nhỏ hơn 15 thì các bạn sẽ đưa nó về bên tay trái cho mình rồi. Lúc này 15 là phần tự chốt nha. Mình sẽ khoanh tròn cái thằng 15 này. Ok. Thế thì có những thằng nào nhỏ hơn thằng 15 nha. Chúng ta sẽ có thằng 12 nè. Chúng ta sẽ có thằng 13 nè. Và chúng ta sẽ có thằng 11. Đúng không? Thằng 13, 11 là hai là ba cái thằng nhỏ hơn 15. Nhưng mà chúng ta có hai cái thằng lớn hơn 15 đó, thằng nào? Đó, thằng 16 và thằng 17. Ok chưa? Thằng 16 và thằng 17. Như vậy là chúng ta đã tách ra được ba 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 phần đúng không? Đây là thằng phần mấy bên tay trái, mấy bên tay phải, và cái thằng pivot là cái thằng mà chúng ta chọn ngẫu nhiên, là lấy cái phần tử đầu tiên đó. Giả sử chúng ta chọn phần tử đầu tiên. Thế thì với từng cái dãy con này, chúng ta lại gọi để quy, chúng ta sort tiếp, chúng ta sort tiếp. Thằng ở đây cũng vậy. Thì mấy bên tay trái này thì sao? Mấy bên tay trái này thì chúng ta lại sort tiếp. Thì giả sử bây giờ chúng ta lại lấy thằng 12. 12 này, chúng ta làm cái thằng phần tử trụ, phần tử chốt, pivot. Thì các bạn sẽ có cái thằng mấy bên tay phải là gì các bạn? Là 11, và thằng mấy bên tay trái nó là 10, 13. Ok chưa? Rồi đối với hai cái thằng này, chúng ta lại gọi quicksort. Chúng ta làm gì? Chúng ta lại gọi quicksort, chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta sắp xếp tiếp cho thằng 11 và 13. Nhưng 11, 13 này nè, nó chỉ có một phần tử thôi, thì coi như là nó đã được sắp xếp rồi. Đúng không ạ? Như vậy thì sau cái bước này nè, nó sẽ gộp ba thằng này lại với nhau. Tại vì nó không thể sắp xếp đi nữa, thì nó sẽ gộp lại. Thì nó sẽ gộp ba thằng này lại thành cái gì trước? Cái kết quả của cái thằng này thì nó sẽ thành là 11, 12 và 13. Ok chưa? Rồi, tương tự như vậy thì ở đây cái thằng này bên đây là thằng 16 và 17 đúng không? Thì nó sẽ lại sort cái thằng này. Thì nó lại lấy thằng 16 này nó làm phần tử trụ. Thì các bạn sẽ thấy rằng đó là nó không có cái dãy mấy bên tay trái, mà nó chỉ có cái dãy mấy bên tay tay phải thôi. Ok không ạ? Rồi, sau đó các bạn thấy rằng cái thằng bên tay trái này không có ha. Thì cái thằng 17 này vì nó có là một phần tử thôi à. Do đó nó sẽ được sắp xếp luôn. Nên cuối cùng sau cái thao tác này nè, thì chúng ta sẽ có được là 16 và chúng ta sẽ có được là 17. Ok chưa? Rồi, sau đó các bạn sẽ mới dời cái thằng 15 này xuống đây. Và chúng ta bắt đầu chúng ta gộp tất cả cái dãy số này lại với nhau là 11, 12, 13, 16 và 17. Ok, các bạn có hiểu kịp không ạ? Rồi, chúng ta thử làm một vài cái ví dụ nữa ha. Trước khi chúng ta có thì chúng ta làm thêm một vài cái ví dụ nữa. Để mình tìm xem là có cái ví dụ nào nó dài hơn không, và các bạn có thể tìm tìm nó ra dễ hơn không. Rồi, ví dụ đây ha, mình sẽ có một cái dãy như thế này đi. 10 nè, 15 nè, 1 nè, 2 nè, 6, 12, 5 và 7. Ok chưa? Rồi, rồi giả sử như bây giờ trong cái tình huống này, mình không muốn lấy cái phần tử đầu tiên làm cái phần tử chốt, mình lấy cái phần tử số 7 này đi, là phần tử cuối cùng, nó là phần tử chốt. Mình lấy số 7 xuống đây,
coi như đó là phần tử chốt. Như vậy thì mấy bên tay trái chúng ta sẽ có những thằng nào? Các bạn liệt kê cho mình những thằng nào nhỏ hơn 7 coi. Nó sẽ là 1 dời xuống nè, đúng không? Thằng 2 cũng nhỏ hơn 7 dời xuống nè. Thằng 6 nhỏ hơn 7 không? Có, thằng 6 dời xuống nè. Thằng 5 có nhỏ hơn 7 không? Có, thằng 5 dời xuống ha. Rồi, đó như vậy là chúng ta sẽ được cái dãy mấy bên tay trái. Rồi bây giờ cái dãy mấy bên tay phải thì chúng ta sẽ liệt kê hết tất cả những thằng nào mà nó lớn hơn 7 coi. Nó sẽ có là 10 nè, đúng không? Có 10 nè. Rồi 15 nè. Rồi 12. Đó, nó có 3 thằng này đúng không ạ? 10, 15, 12. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm sao nữa nhỉ? Chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đi quick sort hai cái thằng ở bên tay trái bên tay phải. Cái thằng 12 1 2 6 5. Giả sử bây giờ mình lấy cái thằng 5 này, đúng không? Mình làm cái phần tử chốt. Thì các bạn thấy rằng bên đây nó sẽ có là 1 và 2. Bên đây nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có là 6, được không ạ? Tương tự như vậy thì ở bên đây mình lấy cái thằng số 12 làm cái phần tử chốt đi. Thì các bạn sẽ có cái gì? Các bạn sẽ có là bên đây là 10 và bên đây là 10, 15. Ok chưa nè? Đó. Cái thì đến đây nè. Thằng 10, thằng 1 2 này thì nó lại tiếp tục nó đi xuống một lần nữa đúng không? Nhưng mà vì nó không còn cái gì hết nên chúng ta có thể là gộp lại thành là 1 2 luôn. Và nó sẽ gộp 1 2 6 này là gì các bạn? 1 1 2 5 6 là cái dãy bên đây. Rồi tương tự như vậy các bạn sẽ có thằng này là gì đây? 10, 12 và 15. Và nó sẽ dời cái thằng 7 này xuống ở giữa. Tức là cái bước này là cái bước để chúng ta gộp nó lại với nhau. Thì các bạn sẽ có một cái dãy đầy đủ là 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15. Ok không nè? Đó, như vậy là chúng ta đã sắp xếp được đó. Cái tốc độ để mà chúng ta sắp xếp sử dụng cái thuật toán quick sort này nè, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều lần ha. Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều lần so với những cái thuật toán khác ha. Tất nhiên là tùy các bạn thôi, các bạn có nhiều cái option khác nhau để các bạn có thể lựa chọn xem các bạn chọn cái phần tử nào làm cái phần tử trụ ha. Ok rồi, giả sử như bây giờ mình cho thêm một ví dụ nữa đi các bạn, để cho các bạn hiểu rõ ha. Rồi mình có đây là 9 nè, trừ 3 nè, 5, rồi 2, 6, 8, trừ 6, 1 và 3. 1 và 3 nha. Thế thì các bạn sẽ lấy cái phần tử nào làm phần tử trụ các bạn? Tùy ha. Giả sử bây giờ mình đổi ý, hồi nãy là lấy thằng đầu, thằng cuối. Bây giờ mình lấy thằng đầu đi. Mình lấy cái thằng đầu tiên. Thằng đầu tiên thì nó hơi trên quá, nó sẽ không thấy được. Mình lấy ngẫu nhiên, mình lấy thằng số 6 đi. Mình lấy thằng số 6 là cái phần tử trụ. Thì các bạn thấy ở đây là các bạn sẽ có mấy bên tay trái là những cái gì nhỏ hơn 6 đúng không? Mình sẽ có gì đây? Trừ 3 nè, 5 nè, 2 nè, trừ 6 nè, 1 và 3, đúng không ạ? Đó. Rồi bên đây thì là gì các bạn? Những cái thằng lớn hơn 6 là gì? 9 nè và 8. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ, ví dụ các bạn chọn ngẫu nhiên, các bạn chọn ngẫu nhiên luôn ha. Sẽ bây giờ mình chọn là thằng này là số 2 thì các bạn sẽ có đây là gì các bạn? Trừ 3 nè, trừ 6 nè, rồi 1. Bên đây thì các bạn sẽ có gì? 5 và 3. Đó, vân vân nha. Các bạn tự tính tiếp cho mình. Các bạn tự tính tiếp cho mình. Và các bạn sẽ cho mình một cái kết quả cuối cùng ở đây. Các bạn có thể comment cho mình cái kết quả của bạn ở đây. Là từng bước nó như thế nào. Nhưng ý tưởng của toán quick sort là như vậy ha. Một cái công việc lớn chúng ta không thể xử lý nó được thì chúng ta sẽ chia nó ra thành những cái dãy nhỏ hơn để chúng ta sắp xếp. Cái cách chia là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn một phần tử làm phần tử chốt. Chọn phần tử nào đây? Tùy bạn. Bạn có thể chọn ngẫu nhiên, hay là các bạn có thể chọn phần tử đầu, ba là các bạn có thể chọn phần tử cuối. Đó, tùy các bạn, cách nào cũng được ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia dãy con thành gì? Chúng ta sẽ chia dãy con thành hai cái dãy. Dãy bên trái thì phải nhỏ hơn cái phần tử chốt, dãy bên phải thì phải lớn hơn phần tử chốt. Rồi sau đó làm sao? Chúng ta mới đi sắp xếp hai cái dãy con đó. Sau khi sắp xếp xong hai cái dãy con đó thì sao? Chúng ta được hai cái dãy con đã được sắp xếp hoàn chỉnh từ nhỏ đến lớn. Rồi chúng ta mới gì? Chúng ta mới gộp cái dãy bên trái, gộp cái dãy bên phải cộng với cái phần tử ở giữa lại, cộng với cái phần tử ở giữa lại. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái dãy sắp xếp tăng dần hoàn chỉnh. Nếu như các bạn giảm dần thì các bạn đổi dấu, các bạn làm ngược lại thôi. Các bạn làm ngược cái vấn đề đó lại thôi. Nói chung là nó sẽ không quá là phức tạp và nó cũng không quá là khó cho các bạn đâu. Ok,
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử cùng nhau code lại cái thuật toán Wishsort này nhé. Ở trên mạng thì các bạn cũng có thể là tham khảo thêm, các bạn có thể tham khảo thêm, và có rất là nhiều cái bài giải khác nhau, có rất là nhiều cách giải khác nhau. Thì ở đây thì mình cũng sẽ tham khảo và mình cũng sẽ giới thiệu lại cho các bạn một trong những cái cách giải nó đơn giản thôi, nó đơn giản mà các bạn có thể xử lý được. Ok, bây giờ các bạn có thể mở cái chương trình lập trình C của bạn ra. À, các bạn có thể lập trình bằng Eclipse, rồi các bạn có thể lập trình bằng DevC, hay là bằng cái gì đó mà nó phù hợp với các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Rồi mình sẽ viết một cái chương trình Wishsort cho các bạn. Rồi, ok ha, chúng ta sẽ bắt đầu viết cái này. Thì trước hết đó, thì các bạn cũng sẽ cần phải có một cái dãy đúng không? Thì các bạn sẽ cần phải, các bạn có thể là sử dụng C in, C out rồi chúng ta nhập dữ liệu, hoặc các bạn có thể sử dụng scanf cũng được, tùy các bạn ha. Thì chúng ta sẽ cần phải nhập vô cái dãy số trước. Rồi, include. Ví dụ ở đây mình sẽ có là studio.h ha. À. Rồi, mình có một cái hàm main để mà chúng ta làm gì đây. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nhập cái dãy số này vào. Thì các bạn sẽ có ví dụ là n đi. À, rồi các bạn sẽ có một dãy số a là tối đa là 1.000 phần tử đi ha, mình ví dụ như thế. Và sau đó các bạn sẽ làm gì đây? À, bạn sẽ yêu cầu người ta là nhập vào nè. Thì các bạn có thể là scanf. À, các bạn dùng cin cout cũng được ha các bạn. Phần trăm d và n. Chúng ta quan tâm về thuật toán nhiều hơn là cái việc mà nhập hay là xuất dữ liệu. Và sau đó các bạn có thể là kêu người ta là nhập vào dãy số. Nhập vào dãy số. Thì chúng ta có thể for y đi từ 0, y bé hơn là y cộng cộng. Sau đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ thực hiện cái lệnh là scanf phần trăm d à, và a y đó. Thì coi như là chúng ta đã nhập xong được cái dãy số rồi. Thì sau khi nhập xong dãy số này thì các bạn sẽ cần làm gì? À, các bạn sẽ cần phải có một cái hàm là cái hàm Wishsort đúng không? Chúng ta sẽ thực thi cái hàm Wishsort ở đây. Thì các bạn sẽ bắt đầu viết cho mình một cái hàm là Wishsort. Wishsort. Rồi, trong cái hàm Wishsort này thì chắc chắn là các bạn cần cần phải nhận vô là một cái dãy nào đó đúng không? À, ví dụ mình có thể là trong cái dãy A ở đây. Rồi các bạn có thể là cho mình một cái biến đó là left. À, rồi cái biến là right, là cái thằng máy bên tay trái đó các bạn ha, left right ha. Rồi, ok. Thế thì bây giờ đó, các bạn để ý nè. À, nếu như mà cái thằng right á, nếu mà thằng left mà nó lớn hơn thằng right, có nghĩa là chúng ta sẽ không còn phần tử nào để mà chúng ta xử lý nữa. Thằng left là nó phải nhỏ hơn thằng right thì mới được ha, thì chúng ta mới còn phần tử để chúng ta xử lý. À, còn nếu mà thằng right mà lớn hơn bằng thằng left thì nó không còn gì để chúng ta xử lý này hết. Thì các bạn có thể if ở đây. À, if right lớn hơn bằng left thì coi như chúng ta đâu có gì đâu để chúng ta sắp xếp. À, các bạn sẽ phải làm sao? Các bạn sẽ phải kết thúc cái hàm này thì bạn nên là return return được chưa? À, rồi. Sau đó thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ cho mình cho mình một cái biến là pivot. Pivot thì các bạn sẽ gọi một cái hàm để mà chúng ta chia nó ra. Chúng ta chia nó ra thì các bạn có nhớ một cái từ khóa mà rất hay sử dụng ở trong cái ổ cứng của chúng ta, khi mà chúng ta có một cái ổ cứng chúng ta chia nó ra thì các bạn hay sử dụng từ là partition. Partition có nghĩa là nó thành một cái phân vùng, thành một cái phân vùng nhỏ. Thì chúng ta cũng nên sử dụng cái từ này ha để cho nó quen, để sau này các bạn code á, các bạn gặp những cái đoạn code khác trên mạng thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Bây giờ các bạn cũng sẽ phân chia cái thằng này ra. À, có nhiều cái cách để chúng ta chọn cái thằng pivot tùy tùy các bạn ha, và chúng ta sẽ phân chia thằng này ra. Rồi, giả sử như các bạn chia được nó thành hai cái vùng rồi thì các bạn sẽ làm sao? À, ok, thế thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc là gì các bạn? Chúng ta sẽ tiến hành là các bạn sắp xếp cái phần ở bên tay trái và các bạn sắp xếp cái thằng ở bên tay phải, được chưa? Thế thì các bạn sẽ gọi là cái hàm Wishsort này. À, Wishsort. Wishsort các bạn sẽ ra làm sao? À, các bạn sẽ truyền vô đây thằng A, rồi các bạn sẽ truyền vô đây cái left nè. Nhưng mà bây giờ cái right á, bây giờ chúng ta cần phải sort hai cái phần nhỏ đúng không? Chúng ta cần phải sort hai cái phần nhỏ thì các bạn sẽ phải sort tới cái vị trí nào? Tới cái vị trí là pivot trừ trừ một nha.
Rồi, ok chưa? Rồi. Sau đó các bạn lại tiếp tục sọt cái thằng bé bên tay tay phải thì các bạn cũng sẽ sọt cái mạng A này. Nhưng các bạn xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái vị trí pivot cộng 1 và các bạn sẽ kết thúc ở cái thằng nào? Ở cái thằng right. Các bạn có hiểu kịp không ạ? Chúng ta sẽ lấy một cái phần tử trụ. Còn cái việc partition nó viết như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ chia ha. Rồi. Trị. Trị có nghĩa là chúng ta sẽ sắp xếp sắp xếp dãy bên trái. Rồi chúng ta sẽ làm gì nữa đây? Sắp xếp dãy bên bên phải. Đó. Đó thì sao? Thì thật ra vì chúng ta làm việc trên thằng A này. Nên thằng A này nó luôn luôn nó bị thay đổi. Và giả sử như sau khi mà các bạn làm xong cái đoạn này rồi á thì mặc nhiên là cái dãy A chúng ta được sắp xếp xong luôn. Cái thuật toán này vô cùng nhanh nha các bạn. Do đó nó mới gọi là quick sort á. Quick là nhanh, quick sort là nhanh. Thì bây giờ cái câu chuyện là chia nè, làm sao chúng ta chia được nó ra. Làm sao chúng ta chia được nó ra. Thì bây giờ chia thì các bạn phải trả về cho người ta là một cái vị trí cụ thể mà các bạn chia nó ra đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có một cái hàm là hàm partition. Rồi, ở đây các bạn sẽ cho mình một cái mảng A. Các bạn có thể quy định số lượng phần tử cũng được, hay các bạn không quy định số lượng phần tử cũng được ha. Rồi các bạn sẽ cho mình là cái vị trí máy bên tay trái nè. Rồi các bạn cũng cho mình cái vị trí là máy bên tay tay phải, kịp không? Đó. Thế thì câu chuyện bây giờ làm sao chúng ta chia được cái mảng lớn thành hai cái mảng con và chúng ta chọn một cái vị trí phù hợp. Thì bây giờ tùy các bạn thôi. Ví dụ nha. Ví dụ bây giờ để dễ nhất thì chúng ta sẽ chọn cái vị trí pivot. Pivot là pivot là cái vị trí đầu tiên luôn. Cái vị trí đầu tiên thì không phải là vị trí đầu tiên mà là cái giá trị, tại cái vị trí đầu tiên thì các bạn sẽ cho nó là Aleph. Nó không phải là vị trí đầu tiên các bạn nhé. Pivot nó là cái giá trị ha các bạn, nó là cái giá trị. Ok chưa nè, nó là cái giá trị. Ok, như vậy chúng ta cho cái thằng pivot này nó bằng với cái thằng đầu đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đưa những cái thằng nào mà nhỏ hơn cái thằng pivot này sang máy bên tay trái và đưa cái thằng nào lớn hơn thằng pivot này sang máy bên tay phải, đúng không? Như vậy các bạn có thể là cho mình một cái biến là count nha các bạn nha. Các bạn cho mình một cái biến là count đi. Count ban đầu bằng 0 để mà mình bắt đầu mình đếm ha. Sau đó mình sẽ đi từ cái vị trí bên cạnh cái thằng này cho tới cái vị trí cuối cùng thì mình cho cái biến là y y đi từ left cộng 1, tại vì thằng left là chúng ta đã xử lý được nó rồi. Y bé hơn hoặc bằng cái thằng là n, y bé hơn hoặc bằng thằng n. Thì sau đó các bạn làm gì? Các bạn cho y cộng cộng nha. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái anh a tại vị trí thứ y mà nó nhỏ hơn cái vị trí cái giá trị của cái thằng tử chốt của mình á, nhỏ hơn hoặc bằng đi ha. Thì các bạn sẽ làm sao? Thì các bạn sẽ tăng cái cao này lên, cao cộng cộng lên, được chưa? Rồi, ok. Rồi, nếu như mà tức là chúng ta đang đếm số lượng coi có bao nhiêu cái thằng, chúng ta đang đếm số lượng thôi, đếm số lượng có bao nhiêu cái thằng mà nó sẽ nằm ở bên tay trái ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ biết được số lượng những cái thằng nó nằm ở mấy bên tay phải của chúng ta, nằm nằm ở bên tay phải của chúng ta. Thì bây giờ các bạn sẽ cho cái pivot index là chúng ta sẽ biết được là có bao nhiêu thằng nằm mấy bên tay trái, đúng không? Chúng ta biết được có bao nhiêu thằng nằm mấy bên tay trái thì các bạn sẽ biết được cái vị trí, các bạn sẽ biết được cái vị trí của thằng pivot này. Thì thật ra nó chính là gì các bạn? Nó chính là left cộng cho số lượng phần tử. Số lượng phần tử left là cái vị trí đầu tiên và đây là số lượng phần tử nằm ở bên tay trái. Như vậy cái vị trí của cái giá trị pivot này nó phải nằm ở vị trí này, ở trong cái mảng của chúng ta, nó phải nằm ở trong cái mảng của chúng ta, được chưa ạ? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi chỗ nè, chúng ta sẽ đổi chỗ cái thằng tại cái vị trí này, cái vị trí pivot index này với cái để mình comment cho các bạn ha, lấy vị trí cho giá trị pivot. Còn cái này là chúng ta sẽ đếm số lượng phần tử nằm bên trái cái thằng pivot này, đếm số lượng phần tử nằm bên trái cái thằng pivot.
Rồi, ở đây thì mình sẽ comment nó là gì các bạn à, giá trị pivot bằng giá trị phần tử đầu tiên. Ok chưa? Rồi, sau khi chúng ta xác định được cái vị trí của thằng pivot ấy, thì cái việc tiếp theo là gì? À, cái việc tiếp theo là chúng ta phải hoán vị cái thằng ở chỗ cái vị trí pivot index hiện tại và cái vị trí của chúng ta. À, và cái vị trí của chúng ta thì các bạn có thể là hoán vị ha. Các bạn có thể viết một cái hàm hoán vị bên ngoài cũng được, hay là mình có thể là viết thẳng ở đây luôn cho các bạn. Hàng tí nữa mình sẽ copy ra ngoài cái phần hoán vị, thì các bạn sẽ cho gì? À, các bạn sẽ có một cái biến là thêm bằng a tại vị trí đầu tiên là a left nha. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ cho a left bằng a tại cái vị trí là pivot index. Rồi sau đó các bạn sẽ cho cái a tại vị trí cái pivot index này nè, pivot index này bằng với cái gì? Bằng với cái tem. Thì nguyên cái đoạn này nè, vì chúng ta cần phải tái sử dụng nó, thì các bạn nên cắt nó ra và các bạn nên viết một cái hàm bên ngoài. Các bạn nên viết một cái hàm bên ngoài, người ta gọi nó là cái hàm hàm đổi chỗ của hai cái giá trị này. Chúng ta đổi chỗ hai cái giá trị này thì chúng ta sẽ viết một cái hàm là hàm swap ha. Hàm swap, thì hàm swap này các bạn cũng sẽ có cái là mảng a, cái mảng mà các bạn cần thay đổi ha. Rồi cái vị trí là x và vị trí y, được chưa? Hai cái vị trí đó chúng ta cần đổi chỗ cho nhau. Thì các bạn sẽ cho cái gì các bạn? Đây, chúng ta sẽ cho nè. Tem này thì nó sẽ bằng là a tại x, được chưa? Rồi, ax sẽ bằng a y, và a y này thì sẽ bằng cái gì các bạn? Sẽ bằng cái thằng tem. Đó, cái hàm này là cái hàm để giúp chúng ta có thể là thay đổi giá trị của hai cái thằng, đổi chỗ hai cái thằng đó lại ha. Thì ở đây thay vì các bạn phải viết nguyên cái đoạn này thì chúng ta chỉ cần gọi là gì các bạn? Swap, và chúng ta truyền qua đây là mảng A của chúng ta. Và đó là cái gì? Vị trí tại vị trí left và vị trí index, là pivot index. Đó. Như vậy là các bạn sẽ hoán vị được hai cái thằng đó. Thì sau khi các bạn hoán vị hai cái thằng đó xong thì chúng ta biết được, coi như là chúng ta cố định được cái giá trị pivot tại vị trí đúng của nó rồi. Bây giờ câu chuyện của chúng ta tiếp theo là gì? Câu chuyện tiếp theo là chúng ta phải làm sao cho tất cả những phần tử nhỏ hơn á nó sẽ nằm ở bên tay trái, và các phần tử lớn hơn thì nó sẽ phải nằm ở bên tay phải, được chưa nè? Ok nhé. Rồi thế thì bây giờ á, các bạn sẽ ok, các bạn sẽ làm sao? Chúng ta sẽ vừa đưa vào và chúng ta sẽ sắp xếp nó luôn ha. Rồi thì các bạn có thể là cho mình là hai cái giá trị, chúng ta tạo ra hai cái biến đi. Các bạn có thể là tạo ra hai cái biến, một cái biến là y ha, bằng cái thằng left. Rồi sau đó các bạn có thể là có một cái biến là z, chúng ta nó bằng cái thằng là right. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nè, chúng ta sẽ đưa những cái giá trị vào bên trong và bên trong và cái mảng A đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể sử dụng câu lệnh while. Các bạn while nè, while cái thằng y này nó còn bé hơn cái thằng pivot index, và cái gì, và cái thằng z này nó còn lớn hơn cái thằng pivot index. Thằng pivot index nằm giữa, thằng y là mấy bên tay trái, thằng z là nằm mấy bên tay phải. Sở dĩ chúng ta tạo ra cái biến y và z để chi vậy? Để chúng ta không thay đổi cái thằng left và thằng right này. Rồi thế các bạn làm sao? Các bạn sẽ làm gì đây? Các bạn sẽ cho là y, y a tại vị trí thứ y bé hơn hoặc bằng cái thằng pivot thì không sao. Nhưng thì các bạn tăng y lên ha, thì coi như là chúng ta chưa làm gì cả. Nhưng mà nếu như mà nó không bé hơn thằng pivot thì chúng ta phải đem nó sang thằng phía bên kia, đúng không? Rồi a tại thằng z này nè mà nó còn lớn hơn thằng pivot thì không sao. Rồi z trừ trừ. Thì khi mà hai cái thằng này nó bị sai có nghĩa là xuất hiện ra một cái giá trị ở mép bên tay trái mà nó có giá trị lớn hơn thằng pivot, và
nó xuất hiện một cái thằng G ở mấy bên tay phải, mà sao thằng G mấy bên tay phải mà nó có giá trị gì bé hơn thằng pivot, thì chúng ta nên đổi chỗ hai thằng này, chúng ta nên đổi chỗ hai thằng này, được chưa? Chúng ta nên đổi chỗ hai thằng này. Rồi trước khi đổi chỗ thì các bạn phải kiểm tra lại một lần nữa, nếu mà thằng Y này nè nó bé hơn cái thằng pivot index và cái thằng G này nó vẫn còn lớn hơn cái thằng là pivot index, thì chúng ta sẽ đổi chỗ hai thằng đó cho nhau, chúng ta sẽ đổi chỗ hai thằng đó cho nhau. Các bạn cứ tưởng tượng nha, ở đây nè nó sẽ lần lượt kiểm tra từng phần tử một, gặp phần tử nào mà lớn hơn cái là dừng luôn. Còn bên đây là nó sẽ đi ngược từ mấy bên tay phải xuống, nó đi ngược từ mấy bên tay phải sang, phần tử nào còn lớn hơn thì để nguyên, gặp cái phần tử nào mà nó bị gì nó bị là nhỏ hơn thằng pivot, thì lúc đó một thằng lớn hơn một thằng nhỏ hơn thì chúng ta phải đổi chỗ hai thằng đó lại với nhau thôi. Thì các bạn sẽ cần làm gì đây? Các bạn sẽ swap, các bạn sẽ đổi chỗ hai thằng này, đổi chỗ cái bằng A, và chúng ta sẽ đổi chỗ ở cái vị trí nào đây hả các bạn? Chúng ta sẽ đổi chỗ là tại chúng ta sẽ swap nhé, swap cái bằng A này, và chúng ta sẽ đổi chỗ cái thằng y và thằng g này. Đổi chỗ tại vị trí thứ y và g này chưa. Rồi chúng ta sẽ đổi chỗ hai thằng đó lại với nhau. Nếu mà gặp nếu mà bé hơn chúng ta phải đổi chỗ thằng này, tại vì khi đó cái điều kiện nó đã bị sai rồi đúng không ạ? Cái điều kiện bị sai thì chúng ta đổi chỗ thằng easy, đúng rồi, đổi chỗ thằng easy nha. Rồi sau đó các bạn làm gì? Các bạn return về cái pivot index là cái vị trí đó. Như vậy là xong cái thuật toán quick sort đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha các bạn, chúng ta sẽ thử rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Xem coi nó nếu mà sai thì chúng ta lại từ từ chúng ta xử lý tiếp. Rồi xong rồi đó, như vậy quick sort như vậy là xong rồi đó. Chúng ta sẽ chạy thử nè, compile and run nhé. Y bé hơn right, như chữ H, xíu chữ K. Rồi chạy thử nha. Ví dụ mình nhập vô đây nào là 5 5 6 1 2 9 Enter. Hình như là chúng ta chưa gọi cái hàm quicksort ở đây đúng không? Quicksort. Rồi cái vị trí đầu tiên là vị trí số 0 nè, vị trí cuối cùng là vị trí thứ nào trừ 1 nha. Rồi sau đó các bạn sẽ in cái thằng này ra. Các bạn sẽ in cho mình cái print phần trăm d y. Các bạn sử dụng cout cho chỗ này cũng được ha. Mình sẽ in một cái câu như thế này. Dãy đã sắp xếp là đó. Rồi chấm phẩy ở đây. Print f nha. Rồi. Trả lại nè. Execute compile and run. Rồi, 5, 1, 5, 1, 2, 6, Enter, 1, 5, 1, 2, 6, ủa, nó không sắp xếp nha các bạn nhỉ, quick sort, nó kiểm tra lại ha. Quick sort rồi, quick sort đâu, rồi. Chỗ này khoảng trắng ra đi để ngồi cho nó dễ dần ha. Quicksort A từ 0 cho tới N trừ 1. Đúng rồi. Bên đây thì nó sẽ làm sao? Nếu như mà cái thằng mấy bên này nó còn lớn hơn mặt bằng thằng nó còn bé. Này bé hơn nha các bạn.
Xin lỗi, mình làm ngược. Left, nó không chạy là đúng rồi. Left lớn hơn right, nó nghĩa là thằng máy bên tay trái lớn hơn thằng máy bên tay phải mới đúng. Hồi nãy mình làm chỗ này mình ngược nè. Mình nói xong cái mình viết ngược lại thì nó sai ha. Rồi. 5 1 2 5 1 3 1 2 5 1 3 1 1 2 3 5. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là dễ ha. Tên là cho bạn xem lần nữa. Compile and run. Ok, à. À 6 đi. À 5 1 4 6 2 7. Đó, chúng ta có 6 phần tử đúng không? Các bạn thấy nè, 1 2 4 5 6 7. Chính xác đúng không? Uh-huh. Rồi, mình nói là cái thuật toán quicksort nè. Thứ nhất á, cái ý tưởng của quicksort đó là nó sẽ chia để trị, nó sẽ chia một cái dãy lớn thành hai cái dãy con. À, cái dãy con bên tay trái nó sẽ nhỏ hơn cái phần tử pivot. Pivot là cái phần tử mà các bạn có thể chọn ngẫu nhiên. À, nhưng mà khi mà các bạn chọn pivot xong á thì các bạn phải đẩy những cái phần tử nhỏ hơn cái phần tử pivot về bên tay trái và lớn hơn phần tử pivot thì nó sẽ đẩy về bên tay phải. Thì làm sao? Cái cách làm rất là dễ thôi. Thứ nhất, các bạn sẽ đếm xem có bao nhiêu cái phần tử nhỏ hơn cái phần tử pivot của chúng ta, thì chúng ta biết được cái vị trí của cái phần tử pivot đó đúng không ạ? À, chúng ta biết được vị trí của cái phần tử pivot đó nằm ở đâu. Đó là cái vị trí đầu tiên cộng cho cái cao của chúng ta. Rồi sau đó các bạn sẽ khoán về cái phần đầu tiên tại cái vị trí đấy. Rồi, lần lượt thì sao? Các bạn sẽ đi từ trái sang phải và từ phải sang trái. Nếu mà các bạn gặp một cái phần tử mấy bên tay trái mà nó lớn hơn cái thằng pivot của chúng ta và gặp một cái thằng phần tử mấy bên tay phải mà nó bé hơn thằng pivot của chúng ta, thì chúng ta phải đổi chỗ hai thằng đó lại với nhau. À, và kết thúc thì các bạn sẽ return được cái pivot index này. Thì quicksort đây là cái thuật toán mà nhiều người họ rất là hay sử dụng và nó có cái tốc độ là nhanh nhất so với tất cả những cái thuật toán sắp xếp phẩm đại chúng ta đã từng nghiên cứu. Insertion sort đúng không? Selection sort vậy đó. Bubble sort rồi merge sort và quicksort. Thì cái thằng quicksort này người ta sử dụng rất là nhiều. Tại vì sao? Vì tốc độ của nó rất là nhanh. Vì tốc độ của nó rất là nhanh. Thì sau khi xem video clip này, mình hy vọng rằng các bạn sẽ ngồi các bạn gõ lại từ đầu tới cuối cái bài này nhé. Tất nhiên code thì mình cũng sẽ gửi cho các bạn để các bạn là các bạn tham khảo ha. Các bạn tham khảo thì để tham khảo là để mình ghi chú trên chỗ này để cho các bạn đỡ phải bị dễ hiểu nè. Đổi chỗ phần tử bên trái lớn hơn pivot và phần tử bên phải bé hơn pivot nha. Đó, rồi. Thì cái việc mà các bạn chia để trị hôm nay chúng ta có hai bài toán đúng không? Một là merge sort, hai là quicksort. Thì đây là những cái thuật toán rất thường được hay sử dụng khi mà các bạn lập trình. Hy vọng là các bạn sẽ làm được cái này. Rồi, okay. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Trên màn hình hiện tại là một số cái video clip khác mà bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể nhấn vào bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục xem những cái video đó các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn nếu có đóng góp hoặc là có câu hỏi, xin hãy comment xuống phía bên dưới. Ok nha, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Xin chào.